Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi trong mục 1, trang 99, sách giáo khoa môn địa lý lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Câu hỏi số 1. Đọc thông tin mục 1 và quan sát hình 1, 2, 3, hãy cho biết một kỹ năng được rèn luyện khi học môn địa lý. Môn địa lý có một hệ thống tư liệu như hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ, bảng số liệu hay bản đồ. Đó là những công cụ hữu ích giúp cho các em khai thác và phân tích để hiểu về sự vật hiện tượng mà nhiều khi chúng ta không thể quan sát trực tiếp. Qua đó, các em không chỉ có được kiến thức mà còn rèn luyện thêm các kỹ năng như kỹ năng đọc bản đồ, sơ đồ, kỹ năng sử dụng bản đồ, hình ảnh, đọc và xử lý số liệu trong bảng số liệu hoặc trong biểu đồ. Câu hỏi số 2. Việc nắm các khái niệm cơ bản và kỹ năng chủ yếu của môn địa lý có ý nghĩa gì trong học tập và đời sống? Ở lớp 6, các em sẽ được tìm hiểu một số khái niệm địa lý cơ bản về trái đất, các thành phần tự nhiên và mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Ví dụ như bản đồ là gì? Thời tiết, khí hậu là gì? Hay thế nào là hồ? Việc nắm các khái niệm cơ bản và kỹ năng chủ yếu của môn địa lý sẽ giúp cho các em có thể giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, lý giải những hiện tượng tự nhiên. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các câu hỏi trong mục 1, trang 99, sách giáo khoa môn địa lý lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.